cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thần tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi, trường xưa sau 20 năm xa cách quê hương, Tiên Thắng đang hàng ngày, hàng giờ phát triển về mọi mặt từ kinh tế, xã hội. Từ mái trường trung học cơ sở Tiên Thắng, lớp lớp học sinh từ mái trường này đã có mặt trên mọi nẻo đường của đất nước. Đã và đang học tập, công tác lao động, có một phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Dưới mái trường thân thương này, lớp lớp các thế hệ đã cần cù học tập, tiếp thu trí tuệ, rèn luyện nhân cách học làm người. Nhiều bạn đã trở thành những doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo. Họ đã và đang xây dựng quê hương Tiên Thắng thân yêu của mình thêm giàu đẹp và phát triển. Về lại trường xưa sau 20 năm xa cách, người thầy hiệu trưởng năm xưa, theo dòng chảy của thời gian, thầy đã đi xa. Chúng em dâng lên nén tâm nhang thay cho lời tri ân sâu sắc. Ngọn lửa mà thầy đã dạy cho chúng em hôm nay là nguồn động lực vươn lên để trưởng thành. Ngọn lửa tri thức của thầy vẫn rực cháy và bóng dáng thầy nay còn đâu. Từ trong sâu thẳm mỗi bạn, hôm nay về được hay không về được cũng dâng dâng dòng nước mắt khi nhắc tới tên Nụ A1 ơi, Khá 9E ơi, B đoàn 9C, Hân 9E, Đồng 9E, Từ 9A, Thư 9D. Và đứng trước di ảnh các bạn đã mất, mình tin ở thế giới bên kia các bạn vẫn dõi theo từng bước đường đời, vẫn đồng hành trên con đường lập nghiệp hôm nay. Cũng từ cuộc hội ngộ ân tình của ban liên lạc, chúng tôi biết bao kỷ niệm ùa về và sâu thẳm sẽ tổ chức một cuộc hội khóa tìm về những kỷ niệm cũ sau 20 năm rời xa mái trường Tiên Thắng. Những ngày trời mưa còn đầu trần đá bóng, hôm nay đây cũng sân bóng đó, học sinh niên khóa 1995-1999 cùng đá bóng để ôn lại những tháng ngày gian khó, những hạnh phúc của tuổi học trò. Kế hoạch hội ngộ được hoạch định chi tiết, bài bản, phân công cụ thể cho các lớp. Với thời gian nhanh chóng, không quản nắng mưa, chỉ sau hơn một tháng, ban liên lạc đã được ủng hộ của tất cả các bạn bè trên mọi miền Tổ quốc, cùng hướng về mảnh đất quê hương Tiên Thắng. Tất cả đều mong muốn ngày hội khóa thực sự gắn bó, đoàn kết để lại những ấn tượng sâu sắc. Để lại trong cuộc đời mỗi người là sự gắn kết trong trái tim mỗi chúng ta về ngôi trường Tiên Thắng thân yêu cùng với bao buồn vui của tuổi học trò. Để đến hôm nay, sau 20 năm xa cách, nhìn lại các thầy cô mái tóc đã pha sương, lòng chúng em không khỏi bồi hồi xúc động. Mẹ cha chắp cánh ước mơ, thầy cô chắp cánh cho đời bay xa. Có nói bao nhiêu cũng không đong đếm hết được công ơn của thầy cô đã dành cho chúng em. Những học sinh bé nhỏ khờ dại ngày ấy, công tác khắp nơi trên cả nước. Nhưng dù làm gì
ở đâu, chúng em vẫn luôn giữ mãi trong tim mình những tình cảm yêu thương, kính trọng các thầy cô và yêu mến ngôi trường này. Thầy cô không những truyền thụ cho chúng em tri thức vững chắc mà còn tiếp thêm cho chúng em về ý chí, nghị lực, về tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng em bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa. Ra trường rồi, chúng em mỗi người một phương, cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh. Vui có, buồn có, thành công có, thất bại cũng có. Nhưng vượt qua lên tất cả, với hành trang tri thức mà thầy cô đã trang bị, chúng em luôn đứng vững, luôn học tập, trau dồi để tiến bộ, phát triển không ngừng. Các bạn của năm lớp thân mến, ta sẽ đợi dù mùa hè nắng tắt, gặp lại nhau trong chiến thắng vinh quang. 20 năm là một chặng đường dài. Thời gian đã làm cho mái tóc của chúng ta dần điểm bạc. Hoàn cảnh và môi trường làm việc của chúng ta mỗi người một nơi. Có bạn ở trong Nam, ngoài Bắc. Chúng ta đều có chung tâm niệm rằng đó chẳng qua chỉ là sự khác biệt về địa lý, nhưng sẽ không bao giờ có cách nào ngăn tình nghĩa của bạn bè. Sự có mặt đông đủ của các bạn hôm nay là minh chứng cho một tình bạn bền vững của chúng ta. 20 năm đã trôi qua, khi bước chân trở về mái trường xưa, trong lòng mỗi người không khỏi dâng trào cảm xúc, bồi hồi xúc động. Bao kỷ niệm chợt ùa về, hiển hiện rõ như vừa mới hôm qua. Mái trường đây, thầy cô đây, bạn bè đây. Thời gian 20 năm có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng những ký ức về một thời học sinh thì mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong trái tim bè bạn. Gặp lại nhau đây, chúng ta lại là những cô bé học trò thuở nào, cùng vui chơi, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời ngây thơ khờ dại nhưng vô cùng nghịch ngợm. Cùng tâm sự với nhau về cuộc sống, về những dự định tương lai. Để rồi sau đó, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình, thủ học trò đầy mơ mộng. Nhớ như in những người gieo chữ, dạy dỗ chúng em khôn lớn thành người. Dẫu có xa ngôi trường cũ thân thương, lòng chúng em vẫn luôn thương nhớ. Xin hãy nhận lời tri ân sâu sắc của chúng em trò cũ của thầy cô. Theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, thế hệ trẻ hôm nay, chúng em thắp nén tâm hương dâng lên các anh linh của anh hùng liệt sĩ. Hôm nay cũng đúng vừa tròn 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là ngày kỷ niệm 50 năm ngày mất của người. Chúng em về lại trường xưa, ôn lại kỷ niệm đẹp về một thời cắp sách tới trường.
Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rưng lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ, như chim bay về khắp miền em lên đường, cũng bay xa nhiều thế. Cầm buộc người cầm súng người đi xa hằng nhớ ghi trong tim, tiếng em nói nhét nhóm mau bước lý tưởng, tiếng kêu hùng của lịch sử trong rừng nước, em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn đói gương tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Một 995, một 999 ơi, chúng ta hãy cùng vỗ tay và chúng ta cùng lên cổ vũ được không ạ? Trên con đường này, hoa điệp vàng dài dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đừng về trường tôi sao là có. Một chiều đi trên con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi.
kính thưa toàn thể quý thầy cô thân mến cùng các anh chị có mặt trong buổi họp mặt ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật to hơn nữa để cảm ơn tình cảm của nghệ sĩ Hồng Tươi đã mang về cho buổi họp báo chúng ta một ca khúc hết sức sôi động vừa rồi, được không ạ? Tiếp nối chương trình văn nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để lắng nghe giọng ca của ca sĩ Minh Trang và ca sĩ Như Quỳnh với ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, sáng tác của nghệ sĩ Xuân Phương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn những mái tiên thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhiều những lúc dần hơn, đi rồi mãi chia xa, làm chuyện dần niềm thiên tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mong xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, để luôn cười còn mãi nở trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Xin được cảm ơn cặp song ca Minh Trang cùng Thu Quỳnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Quý vị thân mến, vâng, và sau đây chúng ta cùng đến với một giọng hát đến từ quê hương xã nhà chúng ta với giọng hát. Xin được trân trọng kính mời giọng hát của nam ca sĩ Ngọc Ánh. Bạn tôi sáng nhìn anh lên xa đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy nghề, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tôi về dòng Bắc Trung Nam chia cùng điếu thuốc, rất chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào vui chưa dừng, bao đổi âu lo, dáng vẻ gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót, con chưa về lòng thắt cơn đau. Xin được cảm ơn thân mục của anh Ngọc Ánh rất là nhiều. Và sau đây mời toàn thể quý vị đại biểu cùng các thầy, các cô và các bạn, chúng ta cùng
đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Hiền được. Cảm ơn quý vị đại biểu cùng các thầy các cô và các bạn, chúng ta ngồi xuống ạ. Vâng, kính thưa toàn thể vị đại biểu thân mến, kính thưa toàn thể quý thầy cô cùng các anh chị là cựu học sinh, trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp ông Phạm Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Chiến Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ông Phạm Văn Ngót, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thắng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Ban giám hiệu nhà trường Trung học cơ sở Tiên Thắng, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Phạm Văn Hải, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện đại diện của Ban giám hiệu nhà trường trường tiểu học Tiên Thắng, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Ngô Văn Pha, nguyên là phó hiệu trưởng nhà trường niên khóa 1995-1999, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô nguyên giảng dạy các bộ môn. Tôi xin trân trọng giới thiệu cô Ngân, cô Được, cô Ban, cô Thúy, cô Thiềm, cô Hòa, cô Quế, cô Toán, cô Nữ, thầy Dậu, cô Miền, thầy Hà, thầy Miệu, thầy Bình, thầy Trừng, thầy Khê, thầy Điệt và toàn thể các thầy cô có mặt trong buổi họp mặt ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chúc mừng. Về sự với buổi lễ kỷ niệm hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu bác Vũ Văn Hồng, chi hội trưởng Hội phụ huynh học sinh niên khóa 1995-1999, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thấm thoát đã 20 năm qua, chúng em không khỏi xúc động khi được gặp lại các thầy cô, những người đã dạy dỗ chúng em trong suốt những năm học cấp 2. Mặc dù tuổi đã cao, rất bận rộn với công việc, với gia đình, nhưng các thầy các cô cũng đã luôn quan tâm, dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt với chúng em hôm nay. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể các thầy các cô trong suốt chặng đường vừa qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bạn bè với vừa hôm qua. 20 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Hôm nay hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu nhớ về. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, 20 năm dường như trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào đó, tất cả chúng ta còn là những cô, những cậu học trò, vâng, hồn nhiên, vô tư với bao trò nghịch ngợm của tuổi 13, 14. Dạ vâng, và mong mỏi ngày về, ngày hội ngộ, không ít bạn ở miền Nam đã mong đếm từng ngày để được trở về quê hương và thăm lại mái trường xưa, để được gặp thầy cô và thăm lại những người bạn cũ. Và tiếp theo chương trình, sau đây xin được trân trọng kính mời bạn Vũ Đức Huấn, lớp 9A1, trưởng ban liên lạc và tổ chức nên đọc diễn văn trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bạn. Thay mặt cho ban liên lạc, nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh đã về tham dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ra trường của khóa 1995-1999 ngày hôm nay. Em xin phép được tuyên bố lễ kỷ niệm 20 năm ra trường xin được phép bắt đầu.
Vậy là đã 20 năm trôi qua, kể từ ngày còn là các cậu, cô cậu học trò tạm biệt ngôi trường Tiến Thắng thân yêu để tiếp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, xây dựng tương lai. Chia tay nhau, chúng ta như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, mỗi bạn một công việc, một cuộc sống riêng với bạn bè nó toan thường nhật. Có nhiều bạn thành công, gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có các bạn gặp khó khăn vất vả, cần được sẻ chia động viên. Cách đây 2 năm, từ một ý tưởng, từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao, từ những nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta, mơ ước có một ngày trở về mái trường Tiến Thắng, được tri ân các thầy, các cô, những người đã và đang miệt mài đưa con đò tri thức. Và đến hôm nay đây, lời hẹn ấy đã trở thành hiện thực. Vâng, với nội dung khơi dậy ký ức, chia sẻ hiện tại, kết nối tương lai, đó cũng chính là thông điệp chúng em muốn truyền đi, cũng như việc làm của một người con Tiến Thắng. Hôm nay, trở lại mái trường xưa sau 20 năm xa cách, trong mỗi chúng ta hẳn vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc lâng lâng khó tả, bao kỷ niệm về một thời cắp sách tới trường cứ ùa về. Trăm năm nước chảy đá mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Trong suốt 20 năm qua, những học sinh bây giờ cũng đã trưởng thành, hiện đang sinh sống và công tác ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đâu đâu cũng thấy người con Tiến Thắng đang hàng ngày xây dựng quê hương, đất nước. Không ít bạn giờ đây cũng đang tiếp bước các thầy, các cô trong sự nghiệp chồng người. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng ta cũng luôn trân trọng những bài học, những tình cảm của một thầy cô, cũng như bạn bè và những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Chúng em xin được tri ân các thầy cô giáo với tất cả những bài học về đức độ, hy sinh, về sự quan tâm chia sẻ. Bài học đã cho chúng em biết về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình người, sự bao dung, về tấm lòng nhân ái, đã hun đúc nên một tình bạn thủy chung sâu sắc, đầy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong suốt nhiều năm qua. Trong giây phút này, chúng ta cùng hướng cái nhìn về tương lai, chúng ta hãy đồng lòng thể hiện vai trò người anh, người chị để giúp đỡ cho các em, các cháu chúng ta vượt khó. Chúng ta đã trải qua những năm tháng cơ cực, thấu hiểu những nhu cầu để chúng ta có thể chia sẻ cho các em, các cháu phần nào trên con đường học vấn. Trong giây phút này, xin cho phép em được tri ân người thầy, hiệu trưởng, được về thắp cho thầy nén hương thơm. Tuy thầy đã đi xa, nhưng hình bóng thầy vẫn còn mãi trong mỗi trái tim chúng ta hôm nay. Có những bạn may mắn, có những bạn không may, mãi mãi vĩnh viễn không về với chúng ta, nhưng trong tình thương bao la vô bờ bến, như một mối liên kết mách bảo, mình tin ở bên kia thế giới, các bạn vẫn dõi theo những bước đường đời muôn nối, vẫn đồng hành cùng chúng ta hôm nay. Lần họp mặt này của chúng ta chắc hẳn còn nhiều điều thiếu sót về khâu tổ chức và chưa thể làm hài lòng được mọi người. Còn gì đẹp hơn nữa, sau 2, 3, 40 năm nữa, chúng ta lại kết nối cùng nhau, chuyển đi thông điệp, vươn tới tương lai. Ban liên lạc chúng em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và sự hiện diện của quý thầy cô, các vị khách quý. Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt hôm nay trong ngày vui hội ngộ này. Một lần nữa, em xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, toàn thể các bạn cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho cuộc gặp mặt chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân cảm ơn. Xin chào và kính chào. Dạ vâng, xin cảm ơn phần phát biểu của anh Huấn. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý thầy cô cùng các anh chị thân mến. Về dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Nho, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiên Thắng. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Ngót, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thắng có lãng hoa gửi tặng hội khóa. Kính mời bạn Vũ Đức Huấn, trưởng ban liên lạc và tổ chức lên đón nhận hoa.
Dạ vâng, thay mặt cho ban liên lạc khóa, xin cảm ơn tình cảm và những món quà của các bác lãnh đạo xã đã dành cho buổi hội khóa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể vị thân mến, 20 năm về lại mái trường xưa, mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động khi được gặp lại các thầy cô, những người lái đò đã đưa chúng ta đến bến bờ đẹp nhất. Và hôm nay, trong ngày vui trọng đại này, về lại trường xưa, chúng em không khỏi bồi hồi, xúc động. Thật bất ngờ từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên giàu nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn tốt, hết lòng tận tụy với học sinh. Chúng em thấy được sự thay đổi lớn mạnh của trường, những thành tích của trường đạt được là niềm tự hào về mái trường Tiên Thắng thân yêu. Và thật tự hào là người con của quê hương Tiên Thắng anh hùng. Và ngay sau đây, em xin kính mời thầy Phạm Sơn Hà gửi tặng các quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn bài thơ. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh niên khóa 95-99 thân mến. Hôm nay tôi rất là vinh dự, tự hào và cũng rất là xúc động khi mà được các em mời về dự hội khóa. Và trong cái niềm xúc động ấy thì tôi cũng xin tặng các em một cái bài thơ với cái tựa đề bài thơ là Viết cho tuổi 30. Thân tặng các em học sinh trung học cơ sở Tiên Thắng khóa 95-99 nhân kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Tuổi 30 quãng đời tươi đẹp nhất, tuổi thanh xuân nhựa sống căng đầy, tuổi lập thân với biết bao khát vọng, với những ước mơ góc bể chân trời. Tuổi 30 dang rộng những cánh chim, bay đến muôn phương không hề mỏi mệt. Dù nắng mưa, bão giông mờ mịt, vẫn dẻo dai, vẫn cường tráng tinh thần. Tuổi 30, tuổi của xoay vần. Xin lỗi các em dừng lại một chút. Chủ nghĩa của tôi là chủ nghĩa dịch chuyển, tức là tôi không bao giờ hài lòng với tôi. Cho nên là cái tuổi 30 mà chúng ta tự bằng lòng với mình thì điều đó rất là buồn. Đến bây giờ như tuổi tôi bây giờ bằng lòng với tôi một chút thì cũng còn là được. Nhưng mà tuổi của các em thì chưa lên bằng lòng với mình. Kể cả doanh nhân Phạm Văn Điện cũng chưa thể bằng lòng với chính mình đâu. Cho nên ở đây tôi dùng là tuổi 30, tuổi của xoay vần, tuổi của sông pha, dám làm, dám nghĩ. Có thể trên đường đời các em vấp ngã, nài đứng lên bằng trí tuệ của mình. Tuổi 30 đã hiểu rõ nghĩa tình, hiểu đạo lý kiếp nhân sinh trần thế. Tuổi 30 sẽ qua đi như sóng bể, để lại đời bãi cát mênh mông. Đã bao giờ các em tự hỏi mình không? 30 tuổi ta đã làm được gì chưa nhỉ? Còn những gì ta đang chăn trở, dũng cảm đi lên đừng lãng phí thời gian. Tuổi 30 nhiệt huyết dâng tràn, hãy cống hiến để mai này không hối tiếc. Hãy bước tiếp con đường vinh quang của cha ông thuở trước, để mai sau ta hát dưới mặt trời. Các em xem cái phim Hậu Duệ Mặt Trời ấy, thầy muốn nhắn nhủ các em là chúng ta cũng là những hậu duệ mặt trời. Thì sau này chúng ta hát dưới mặt trời, ánh bình minh. Xin cảm ơn các em. Xin cảm ơn các thầy cô và các quý vị đại biểu. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời đại diện Ban giám hiệu nhà trường Trung học cơ sở Tiên Thắng, thầy Phạm Văn Hải, hiệu trưởng nhà trường có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các ông bà đại diện cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Thắng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, các em học sinh niên khóa 1995-1999 thân mến. Hôm nay, các em học sinh của nhà trường khóa 1995-1999 tổ chức buổi hội khóa gặp mặt thầy trò với chủ đề 20 năm ngày trở về tại trường tiểu học Tiên Thắng, nơi đây là mái trường Trung học cơ sở Tiên Thắng thân yêu mà cách đây 20 năm đã gắn bó với các em trong quãng đời học sinh tươi đẹp nhất. Lần đầu tiên thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học cơ sở Tiên Thắng, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em cựu học sinh nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô,
Các em rời ghế nhà trường đã 20 năm, các thầy cô giảng dạy ngày ấy, nay nhiều người đã nghỉ hưu. Lứa học sinh ngày ấy nay đã trưởng thành, ngôi trường cũ gắn bó bao kỷ niệm tuổi học trò của các em nay đã được dành cho trường tiểu học Tiên Thắng. Mặc dù những kỷ niệm đó chỉ còn trong ký ức chung, nhưng các em vẫn chọn nơi này để tổ chức buổi gặp mặt, chứng tỏ mái trường cũ vẫn luôn ở trong trái tim các em, nơi chứa đựng bao kỷ niệm tuổi học trò vô tư trong sáng nhất. Hôm nay, chúng tôi trân trọng ghi nhận những tình cảm chân thành, thiêng liêng mà các em, cựu học sinh của nhà trường khóa 1995-1999 đã dành cho các thầy cô đã tận tâm dạy dỗ mình trong những năm tháng học tập tại mái trường này. Không những thế, các em còn dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã nhà những món quà quý giá, thắp lên cho các em ngọn lửa vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đây là tình cảm rất tốt đẹp, sự quan tâm thiết thực, tình cảm uống nước nhớ nguồn của các em cựu học sinh đối với các thầy, các cô và nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn các em đã tặng quà cho học sinh nhà trường và tổ chức thành công buổi hội ngộ hôm nay. Cuối cùng, xin thay mặt thầy trò nhà trường kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, chúng em xin được cảm ơn tiếp thu lĩnh hội những tình cảm của ban giám hiệu nhà trường rất là nhiều. Và mời thầy hãy nán lại vị trí sân khấu một ít phút ạ. Xin được trân trọng kính mời bạn Vũ Đức Huấn, trưởng ban liên lạc. Vâng, nên có nắng hoa, vâng, gửi tặng tới thầy trong ngày đến ngày hôm nay. Đêm đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh. Và chúng ta hãy nhiệt liệt một tràng pháo tay. Xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn bạn Vũ Đức Huấn, trưởng ban liên lạc, đã có nắng hoa tươi thắm gửi tới thầy trong ngày đến ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể vị thân mến, chỉ còn mấy hôm nữa thôi là các em học sinh sẽ bước vào năm học mới. Thay mặt cho ban liên lạc, chúng em có những món quà tặng cho các cháu khuyến học chăm ngoan học giỏi trường trung học cơ sở Tiên Thắng. Và ngay sau đây, em xin trân trọng thông qua danh sách những học sinh có thành tích trong năm học vừa qua. 1. Em Ngô Việt Phương, học sinh lớp 6A. 2. Em Vũ Thị Anh Thư, học sinh lớp 6A. 3. Em Trịnh Minh Trang, học sinh lớp 6B. 4. Em Phạm Thị Hương, học sinh lớp 7A. 5. Em Nguyễn Thị Phúc, học sinh lớp 7B. 6. Em Nguyễn Thị Dinh, học sinh lớp 8A. 7. Em Vũ Ngọc Huyền, học sinh lớp 8B. 8. Em Phạm Thị Hải Yến, học sinh lớp 6C. 9. Em Ngô Thị Hương Thơm, học sinh lớp 9A. 10. Em Phạm Trung Kiên, học sinh lớp 9B. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng mời 10 em có tên trong danh sách vừa được xướng tên. Các em sẽ cùng nhanh chân dảo bước bước lên sân khấu và đứng thành một hàng ngang phía trên sân khấu ạ. Và quý vị phía dưới, chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em đã đạt thành tích cao trong năm học vừa qua. Chúng ta nhiệt liệt nổ một tràng pháo tay thật lớn, quý vị ơi. Xin được cảm ơn bạn Phạm Văn Điện, đại diện cho ban liên lạc đã nên tặng quà cho các em trong ngày hôm nay rất là nhiều. Tiếp theo chương trình, chúng em xin được mời đại diện ban giám hiệu nhà trường tiểu học Tiên Thắng, cô
Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng nhà trường. Vâng, nên đón nhận nắng hoa tươi thắm. Và cũng xin được trân trọng kính mời bạn Phạm Văn Điện, lớp 9D, nên có nắng hoa gửi tặng tới cô. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta cùng đồng thanh một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Xin được cảm ơn cô Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng nhà trường, vâng, trường tiểu học Tuyên Thắng. Và cảm ơn tới đại diện, đó là bạn Phạm Văn Điện, lớp 9D, đã có những món quà và nắng hoa Tuyên Thắng gửi tặng tới cô trong ngày hôm nay rất là nhiều. Dạ vâng, em xin mời cô nản lại sân khấu một chút ạ. Dạ vâng, và trong ngày hôm nay thì chúng em cũng có những món quà tặng cho các cháu khuyến học chăm ngoan học giỏi của trường tiểu học Tiên Thắng. Và ngay sau đây thì xin mời bộ phận lễ tân chúng ta sẽ chuẩn bị quà để bước lên sân khấu. Cô giáo sẽ là người đại diện nhận quà cho các em ạ. Vỗ tay thật lớn hơn nữa đi quý vị ơi. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón chào một nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Nam Thông sẽ cùng với nghệ sĩ Hồng Tươi gửi đến toàn thể quý thầy cô, toàn thể quý anh chị ở đây làn điệu chèo Quân Tử Vô Dịch trích trong vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời thân mê gái một nhà mình mỗi giờ xa đường gánh nghĩ tình chia đôi ngõ chung quanh bóng mi ai đã quấn mi luôn bằng quần như mơ đi lại mà xin được cảm ơn những tiết mục của văn nghệ và ngày trong buổi đến ngày hôm nay rất là nhiều. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trong quá trình chuẩn bị tổ chức, ban an ninh nạc đã nhận được rất nhiều những sự động viên cổ vũ của rất nhiều những bạn bè tâm huyết của các lớp với lời hẹn ngày trở về ngày hôm nay. Dạ vâng, và lời hẹn ấy hôm nay đã thành hiện thực. Các bạn từ khắp mọi nơi cũng đã dành thời gian về tham dự buổi gặp mặt hôm nay, tạo nên không khí vô cùng ấm áp. Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi của buổi gặp mặt để cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, để hàn huyên tâm sự sau 20 năm xa cách mái trường thân yêu. Vì nhiều lý do công việc và một số bạn không thể về tham dự buổi gặp mặt ngày hôm nay, nhưng các bạn cũng đã gửi tới những tình cảm cũng như vật chất tinh thần cùng với những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay. Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sâu, ơn thầy cô một thời ta ghi nhớ, nghĩa bạn bè muôn thuở không quên. Dạ vâng, và ngày hôm nay được gặp lại các thầy các cô và tất cả các bạn bè đó là một sự may mắn lớn. Xin cảm ơn các thầy cô đã bất chước thời gian về đây với chúng em. Cảm ơn các bạn đã cho chúng mình cơ hội được gặp nhau và ôn lại những kỷ niệm cũ. Thật đúng là cơm cha áo mẹ, công thầy, gắng công mà học, có ngày thành danh. Đại diện ban liên lạc đó là bạn Ngô Thị Minh, bạn Điện, bạn Dinh, bạn Ngọc, bạn Toán, bạn Trượng, bạn Tư sẽ lên sân khấu để có những bó hoa tươi thắm gửi tặng tới các thầy, các cô trong ngày hôm nay. Học trở về với ngày lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường khóa 1995-1999 ngày hôm nay. Sau khi tặng hoa xong thì mời các bạn hãy đứng cạnh với các thầy các cô để cùng chụp lại bức hình trong ngày lễ ngày hôm nay. Và quý vị đại biểu ở dưới cùng với các bạn, chúng ta hãy đồng thanh một tràng pháo vỗ tay thật nồng nhiệt trong ngày lễ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tới các thầy, cô giáo, nguyên là giáo viên trường trung học cơ sở Tiên Thắng ngày hôm nay rất là nhiều đã trở nên sân khấu để nhận những nắng hoa tươi thắm. Người sinh ra chúng ta ngày hôm nay, vâng, khóa 1995-1999. Xin được trân trọng kính mời bác Vũ Văn Hồng, chi hội trưởng hội phụ huynh học sinh niên khóa 1995-1999. Cùng trở lên là sân khấu để có những món quà, những bó hoa tươi thắm đến từ các bạn học sinh khóa 1995-1999 ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nữa quý vị ơi! Xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc cho bác cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Tôi người Hải Phòng ăn xong nói gió quanh hỏi sao bao năm buồn ba nay trở về quê hương tôi người Hải Phòng
đôi vai đầy nắng gió. Chân chất thật thà là tính cách con người quê tôi. Một chút ngóng buồn, một chút ngang tàng, trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên. Sao yêu đến thế? Kể những chàng trai ngực chân gió biển, duyên dáng mặn mà là thiếu nữ quê tôi. Yêu cuộc sống ai đây không lo toan tính muộn phiền, mời bạn hãy đến với quê hương tôi. Thành phố nào hoa mọc trời nắng đỏ, soi bóng mặt hồ nhẹ cánh phượng rơi. Một cuộc sống sinh sôi đất mẹ thay áo từng ngày, dù gì đâu dù về đâu tự hào nói tôi người Hải Phòng. MC chúng tôi sẽ cùng đọc tên và các bạn sẽ cùng cầm tay nhau bước lên phía trên sân khấu. Xin mời bạn Xuân Trường và Thu Quý, bạn Đệ và bạn Lý. Và xin kính mời bạn Ngô Thị Minh, lớp trưởng lớp 9A1, đại diện cho ban liên lạc có những bó hoa tặng cho các cặp đôi. Xin mời ạ. Dạ vâng, vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Xin mời các cặp đôi chúng ta sẽ cùng bước lên trên sân khấu. Các bạn đã đang nắm tay nhau trở nên sân khấu rồi phải không quý vị? Vỗ tay to hơn nữa đi nào. Dạ vâng, phía trên sân khấu lúc này đây là những cặp đôi đã cùng với nhau song hành trong thời gian học tập. Và ngay bây giờ đây thì đã cùng song hành với nhau trên cuộc đời, trên hạnh phúc lứa đôi. Và chúng ta hãy cùng nở một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho các cặp đôi phía trên sân khấu được không ạ? Và quý vị ơi, trong ngày lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ngày hôm nay, các cặp đôi đã trở nên rồi. Mời bạn hãy nán lại sân khấu ạ. Mời các bạn hãy nán lại sân khấu một ít phút. Và ban tổ chức sẽ có một chương trình đó là Gara. Vâng, trong buổi lễ ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đồng ý với chương trình Gana Cười này không nhỉ? Dạ được ạ. Bạn trai này sao ạ? Bây giờ bạn đang sờ bụng, chắc là kiến vào bụng rồi. Nhưng mà kiến vào bụng thì khả năng là chơi trò chơi Gana Cười này nó mới nhộn nhịp hơn. Bây giờ nếu mà các bạn ở dưới chúng ta đồng ý cho các bạn ở trên sân khấu tham gia trò chơi này thì chúng ta cùng đồng thanh với ban tổ chức một tràng pháo tay thật lớn. Bây giờ âm nhạc cho ban tổ chức một chút nhạc. Dạ vâng ạ. Và bây giờ sẽ nhường lại cho vâng ạ, anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn ở trong buổi lễ ngày hôm nay cũng đang dựa vào trong cái tình bạn và để kết thành những đôi lứa như thế này thì cũng dựa trên là chúng tôi là chiến sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ cho đôi các hai cặp đôi này thôi để tổ chức một cái chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Và xin mời các bạn trai chuẩn bị bước lên bước hai bước. Vâng, nhạc chuẩn bị nổi lên. Trước khi để chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ thì hai bạn sẽ nằm sấp xuống. Nằm sấp xuống đi ạ. Nằm sấp xuống. Rồi. Chống đẩy khởi động cho tôi 5 cái được không ạ? Nhạc nổi lên. Chuẩn bị bắt đầu. 1 2 3 4 5. Vâng, được rồi. Bây giờ hai bạn đứng xa nhau ra một chút. Các bạn thấy thế nào, có mệt không? Mệt thì bây giờ lại nằm sấp xuống. Nằm sấp xuống. Và bây giờ chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Và cũng để cho những cặp đôi là chiến sĩ đến với nhau ngày hôm nay thì nằm hẳn xuống. Và các nhiệm vụ của cô gái sẽ ngồi lên lưng chàng trai, xem là chúng ta có thể dựng là chiến sĩ để mang cả đôi chân này che chở cho bạn gái và mọi người vợ mình được không ạ? Xin mời chúng ta hãy ngồi vào lưng được. Và sẽ đẩy 10 cái. Đôi nào đẩy được nhanh nhất, khỏe nhất thì sẽ về nhất. Đây mới chính là chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ đấy ạ. Vâng, xin mời ngồi vào đi ạ. Ngồi hẳn nhá. Nếu ngồi soạn ra, ngồi soạn chân ra chỉ có cơ hội ngồi soạn chân ra. Ngồi hẳn xuống, sắp xuống. Rồi, MC sẽ đếm từ 3 ngược lại. Và chúng ta cùng vỗ tay và cùng hô theo ạ. Chuẩn bị 3 vỗ tay 2 1 bắt đầu.
nhang đời lên. Chống đẩy ngồi hẳn đi ạ. Ngồi hẳn đi chị ơi. Ngồi hẳn xuống chống được không ạ? Ở dưới vô tay của chúng ta đi ạ. Ngồi hẳn vào. Chị này phải ngồi hẳn xuống đi ạ. Ngồi hẳn xuống đi. Cố lên. Cố lên đi ạ. 10 cái kia chưa? 10 cái chưa? Vâng. Chương trình nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Đây mới thể hiện được cái tinh thần của người chồng và của một người bạn trai khi đã đến được với nhau trong cái khóa học này. Mà để chúng tôi, đây chính là trong chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Một trao bắt tay thật lớn cho hai cặp đôi hoàn hảo trong năm 2019 ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam Thông với trò chơi hết sức sôi động vừa rồi. Và kính thưa toàn thể vị thân mến, để có được những thành công ngày hôm nay, đó là tâm huyết của ban liên lạc. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời bạn Huấn, bạn Minh, bạn Ngọc, bạn Điện, bạn Phương, bạn Trường và bạn Nghị. Chúng ta sẽ cùng rảo bước lên phía trên sân khấu để đón nhận tình cảm của quý thầy cô gửi cho các bạn trong ban liên lạc. Xin trân trọng kính mời thầy Hải, hiệu trưởng nhà trường lên đại diện tặng quà cho các bạn trong ban liên lạc. Ngay lúc này đây, phía trên sân khấu là những con người chấp nối tình cảm của các bạn, những người đã xa quê hương, những người đã đi làm ở những nơi xa, nhưng ngày hôm nay cũng đã bớt chút thời gian vàng ngọc để cùng trở về đây dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của trường trung học Tiên Thắng khóa 1995-1999. Và chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự hội ngộ trong đại này. Dạ vâng, em xin trân trọng kính mời thầy Hải, hiệu trưởng nhà trường lên đại diện tặng quà cho các bạn ạ. Và quý thầy cô cùng các bạn bè phía bên dưới, chúng ta hãy cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi lễ ngày hôm nay để lưu giữ lại kỷ niệm 20 năm ngày gặp mặt của trường Tiên Thắng chúng ta. Trong giây phút này, thầy Hải, hiệu trưởng nhà trường đang có những bó hoa tươi thắm gửi tặng tới các bạn khóa 1995-1999 ngày hôm nay. Và chúng ta đồng thanh một tràng pháo vô tay thật to hơn nữa đi các bạn ơi! Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ như khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa trong đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em vẫn hết con đường. Thầy
chiều quê hương. Anh công nhân con xếp đã mang vào tấm thép người dũng sĩ biển đồng vai sát chân đồi. Thân yêu ơi, thân yêu ơi, biển quê hương, tổ quốc đã cho ta cuộc đời hôm nay và sẵn sàng tin yêu vì một ngày
trên một bàn tay đã xuống trần cả lòng người như một à ha. Lắm anh em ta mang lắm cái tên, anh khi lên xe không còn tên riêng nữa, trên tháp pháo một ngôi sao màu nữa, lắm quả tim chúng đi tập doanh. Nỗi thương nhớ năm nào
thơm đã kết trái ngọt lành. Hạnh phúc nào bằng ngày trở về sau 20 năm xa cách. Các em đã trưởng thành và luôn ghi nhớ trong tim công ơn của thầy cô, của mái trường trung học cơ sở Tiền Thắng. Cảm ơn sự nỗ lực học tập và phấn đấu không ngừng nghỉ của các bạn. Cảm ơn những giọt nước mắt và nụ cười hội ngộ hôm nay. Chúng em xin cảm ơn Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Tiền Thắng, Ban giám hiệu trường tiểu học đã tạo điều kiện cho chúng em có buổi gặp mặt tại trường cũ. Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã nhà đã quan tâm, động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất về an ninh trật tự, cũng như tạo điều kiện đón chào những người con Tiền Thắng ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và chân thành cảm ơn công ty truyền thông Media Star đã đồng hành cùng chúng tôi. Theo tháng này, cùng bao ước mơ ngày mai, còn đâu nữa khi mình xa nhau. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa trong con tim ta nhịp yêu thương thắm đậm. Giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau, lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau. Khắp sân trường.